Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thứ hai scan máy đa chức năng DCB-L2520D. Cách thứ hai này chúng ta scan trực tiếp trên máy tính luôn, trên MacBook luôn, chúng ta không bấm những cái thao tác trên máy in nha các bạn nha. Rồi, bây giờ các bạn muốn scan trên MacBook thì chúng ta sẽ vào đây, Control Center, click vào. Rồi, ở đây sẽ cho các bạn những tùy chỉnh như sau. Thứ nhất là các bạn chọn máy in, chọn máy scan nha. Thứ hai, scan hình ảnh hay là scan file OCR, scan lên email hay là scan lên file. Thông thường là scan là hình ảnh nha các bạn nha. Rồi, scan giống như là chụp hình lại vậy đó các bạn. Rồi, thứ nhất, target application. Đây cho các bạn review hay summary nè, các bạn chọn nha. Thứ hai là cái đuôi của cái file mà các bạn muốn scan, cái hình ảnh các bạn muốn scan á, là file PDF hay là JPEG. Rồi. Cái kế tiếp đó là độ phân giải, các bạn muốn chọn thì cao hay thấp là tùy các bạn nha. Rồi, cái kế đến đó là scan màu hay là scan trắng đen, đây chúng ta có thể chọn luôn. Rồi, cái cuối cùng chúng ta cần quan tâm đó chính là scan khổ giấy gì nha. Rồi, hai cái bên đây, cái ở trên đó là continuous scanning, nghĩa là scan liên tục. Rồi, chúng ta muốn scan liên tục nhiều trang, nhiều tờ, rồi bấm vô đây. Rồi cái dưới là ID card scan, có nghĩa là ta scan những cái thẻ ngân hàng nè, chứng minh nhân dân nè, bằng lái xe nè, ta scan những loại đó chúng ta bấm vô đây nha. Rồi bây giờ ta sẽ scan thử là scan liên tục cho các bạn xem luôn nha. Rồi đến bước này, trước khi chúng ta bấm start scanning thì chúng ta phải để cái văn bản mà chúng ta muốn scan vào đã. Đây để văn bản nha, đây ta có văn bản rồi, có hai trang nha. Rồi, ta để trang số 1 về trước. Rồi. Rồi. Lúc này ta sẽ bấm chữ Start Scanning. Rồi, máy nó quét. Mày nghe tiếng động không? Máy nó quét nha. Rồi, nó quét xong. Trên màn hình chúng ta nó sẽ hỏi là các bạn muốn scan mặt tiếp theo hay không. Thì lúc này chúng ta đảo mặt lại nha các bạn nha. Qua bên máy in, ta mở mặt kính lên, đảo ngược tờ giấy lại, bấm xuống. Rồi qua bên MacBook, chúng ta bấm Continue. Tiếng máy đang chạy đó. Rồi, chạy xong rồi, nó quét xong rồi. Rồi, nó lại tiếp tục hỏi các bạn là muốn scan nữa hay không. Bây giờ các bạn không scan nữa thì các bạn bấm Finish. Rồi, lúc này cái file scan này, nó mới hiện ra cho các bạn nè, thấy chưa? Nó cùng một file luôn, nhưng mà nó có nhiều văn bản. Bây giờ ta muốn scan trang thứ 3, trang thứ 4, trang thứ 5 thì ta cứ tiếp tục là Continue thôi. Thì sẽ hiển thị cái đại hết cho các bạn nha. Rồi, giả sử bây giờ ta tắt cái này đi. Bây giờ ta muốn kiếm cái file scan nó nằm ở đâu, các bạn giúp vào giúp tại bên đây nè, chỗ Finder nè nha, góc bên tay trái là Finder, bấm vô. Rồi tất cả các tệp của tôi nè, đây cái file mà nãy chúng ta muốn scan nè, bấm vô. Rồi bây giờ muốn in thì sao, bây giờ các bạn bấm ở đây chữ tệp nè, bấm lệnh in. Rồi trong phần này nó sẽ cho các bạn những tùy chỉnh như sau. Cái đầu tiên là chúng ta chọn máy in. Cái thứ hai là đặt trước, là cài mặc định nè. Rồi in mấy bản nè, 1, 2, 3 bản ở đây, chọn đây nha. Rồi scan hai mặt, in một mặt hay in hai mặt thì chúng ta sẽ chọn ở đây. Rồi thử chọn in hai mặt luôn nha. Rồi những cái đây thì các bạn cứ tùy chỉnh theo nó trước nha, cứ tùy chỉnh cho nó đúng với lại ý của bạn là xong. Rồi cuối cùng là chúng ta bấm in. Rồi máy nó nhận lệnh. Rồi cho các bạn xem in hai mặt luôn nha. Rồi máy nó chạy, nó in ra trang đầu tiên, nó kéo vô mặt in ở trang thứ hai. Rồi đó là chúng ta gọi là scan hai mặt tự động nha các bạn. Này trang thứ nhất nè, trang thứ hai nè. Rồi vậy là cái quá trình chúng ta scan đã xong đó. Rồi để các bạn có thể tham khảo hơn, nhiều hơn những cái cách scan hay là copy thì các bạn có thể vào trang
và các bạn vào YouTube, bạn search dùm chữ tại Rodder nha. Rồi đây trang này, các bạn vào phần video nè, sẽ có đầy đủ những cái hướng dẫn về cách scan, copy, máy in màu cũng như là máy in laser trắng đen, cách cài đặt, thì đầy đủ tất cả ở trên đây. Các bạn cứ làm theo thao tác thì chắc chắn các bạn sẽ làm được. Máy in Rodder cực kỳ dễ cài đặt và cực kỳ dễ sử dụng nha các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.